Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện ngọt sùng của bộ phim đang chiếu Wonderful Ring khi chung điện thoại gieo của tác giả Gunel El Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn yêu thích video này nhé. Chương 21. Bex Sa ơn là một người cực kỳ lạnh lùng, chẳng quan tâm đến bất kỳ điều gì ngoài bản thân mình. Ngay cả khi ký hợp đồng hôn nhân hay trong vô số sự kiện, anh ta cũng chưa từng quan tâm chủ động đến Hong Hee Chung thậm chí trong buổi lễ đính hôn với chị gái hong in a anh ta cũng chỉ chăm chăm uống nước lạnh lùng như chẳng liên quan gì vợ tôi có tiếng nói riêng của cô ấy anh lạnh lùng nói đồng thời nắm chặt lấy tay hy chu nếu ông định tranh cử tổng thống chí ít cũng nên hiểu rõ bối cảnh xã hội trước khi phát ngôn cái gì nếu tôi là cố vấn của ông tôi đã bảo ông im miệng từ lâu rồi anh nếu không có trợ lý nào dám nói thẳng Vậy thì ông chỉ đang phung phí tiền bạc mà thôi. Vậy thì, kẻ như ông nên làm điều mà ông giỏi nhất đi. Hi Chu bị anh ta kéo đi, gần như bị lôi sành sạch. Đây là lần đầu tiên sau khi kết hôn, cô rời khỏi bàn tiệc trước cả cha mẹ chồng. Người đàn ông kéo Hi Chu ra khỏi sành, im lặng bước vào thang máy. Đau tay quá, cô cố gắng rút tay khỏi sự kìm chặt, nhưng càng chống cự, cổ tay càng bị siết chặt hơn máu trên tay dường như không lưu thông nữa cái lạnh xa lạ ấy khiến cô thấy vô cùng bất an không hiểu vì sao tim cô bắt đầu đập nhanh hơn hong hi chu có phải cô rất muốn ly hôn với tôi không đầu gối cô như muốn khuỵu xuống ánh mắt cứng đờ nhìn thẳng vào anh nhưng cô đã bị kéo vào chuyện này để thay thế cho người chị mất tích của mình hơn nữa cô thậm chí không thể nói lên lời anh giận dữ đấm mạnh vào nút tầng một dù cha mẹ chồng cô la hét như chó điên, cô cũng chẳng dám thốt một lời. Giọng nói lạnh lẽo như mũi băng đâm thẳng vào đỉnh đầu cô. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Anh cúi đầu, bất chợt liếc nhìn khuôn mặt của Hi Chu, rồi không hài lòng khẽ nhếch môi. Đến khóc, cô cũng không khóc. Những lời cay nghiệt của Bách Sa ơn cứ sâu vào lòng Hi Chu, nhưng anh vẫn không buông tay sự lạnh lẽo xen lẫn chút hơi ấm từ bàn tay ấy khiến cô không thể nhúc nhích mọi thứ đều không thay đổi chẳng hề thay đổi chút nào nhưng tại sao lại khiến người ta khó chịu đến vậy anh nhìn cô từ đầu đến chân như đang cố tìm kiếm lỗi sai ánh mắt bướng bỉnh đó khiến hi chu cảm thấy một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng vai cô không kìm được mà run lên không câu này đáng ra phải là tôi nói mới đúng ai cũng có thể nhận ra người kỳ lạ nhất gần đây chính là chồng cô. Kể từ khi anh nhận được những cuộc gọi đe dọa, hành động của anh cứ như bị ai đó bấm sai nút điều khiển. Họ trò chuyện, ăn uống, thậm chí trao nhau ánh mắt như thể ba năm im lặng vừa qua chỉ là một điều giả dối. Người phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu ở nhà xanh. Hi Chu không hiểu vì sao cụm từ này lại khiến cô dùng mình. Nếu cô thực sự cấp bách, hãy tự mình đứng lên mà làm đừng ngồi trên chiếc xe tải của lão già đó nữa, hãy đến làm việc bên cạnh tôi. Đột nhiên, không gian trong thang máy trở nên một ngạt đến mức khiến Hi Chu cảm thấy chóng mặt, khao khát được hít thở không khí trong lành. Thang máy dừng. Bexa ơn đặt cô vào ghế, sau như thể cô chỉ là một món hàng, rồi đóng sầm cửa xe lại. Tuy nhiên, dù cô đợi bao lâu, anh vẫn không bước lên xe, khiến Hi Chu phải hạ cửa kính xuống. Đúng lúc đó tài xế bật radio, nghe thấy những âm thanh ồn ào vang lên, Hi Chu cảm thấy như bị sét đánh trúng, toàn thân run rẩy dù biết rằng mình đang phản ứng thái quá. Tài xế, radio ồn quá, tắt đi. Lúc đó, không rõ là tình cờ hay cố ý, Bách xa ơn thản nhiên ra lệnh. Cô về trước đi. Anh đứng bên ngoài xe, chống tay lên nóc, cúi đầu nhìn cô. Theo phản xạ, cô nhíu mày, chán hơi cau lại tôi còn chút việc phải giải quyết khi nói câu này khóe môi anh hơi nhếch lên nhận ra ý nghĩa trong biểu cảm ấy sự lo lắng trong lòng hi chu dâng lên như cơn sóng lớn anh đang chờ kẻ đe dọa đó về nhà nhớ đừng kén chọn ăn uống tử tế vào anh dùng giọng điệu lạnh nhạt để nói những lời kỳ lạ hi chu luống cuống gật đầu vội vã kéo kính xe lên hôm nay đúng là một ngày dài đằng đẵng tuy nhiên đêm nay vẫn chưa hề kết thúc. Vừa về đến nhà, Hi Chu lập tức mở chiếc điện thoại dự phòng đã lâu không dùng. Ánh sáng xanh từ màn hình chiếu lên khuôn mặt căng thẳng của cô. Đây không phải lần đầu, sao mình vẫn căng thẳng như vậy? Ngón tay cô run rẩy khi bấm các phím số. Vì có thể kẻ bắt cóc đang nghe lén. Nếu lời đe dọa không có tác dụng, nếu cô bị bách xa ơn áp chế cô không biết kẻ điên rồ đó sẽ làm hại cha mình bằng cách nào và khi nào lưng cô lạnh toát như đang đeo trên mình một quả bom với tâm trạng như đang đứng trên bờ vực hi chu cầm lấy chiếc điện thoại nhưng kết quả vẫn chỉ có một dù là cô hay kẻ bắt cóc cả hai đều phải ép bách xa ơn ra mặt tít tít hi chu bước qua bước lại trong phòng khách tối om cuối cùng bước ra ban công gió lạnh thổi qua khiến đầu óc cô tỉnh táo hơn hẳn vì đã phí mấy ngày không thực hiện lời đe dọa giờ đây cô cần phải nhanh chóng chấm dứt mọi thứ. Trong áp lực đè nặng, cô kiên nhẫn chờ đợi tín hiệu trả lời. Khi bác xa ơn bắt máy, những áp lực từ cha cô, kẻ bắt cóc, tiếng nghiến răng và cả chiếc xe tải của chiến dịch bầu cử. Tất cả, 406, chỉ một câu nói của anh, mọi áp lực như tan biến. Gây rắc rối như vậy, tại sao giờ mới chịu nghe máy? Lạ lùng thay. Cô bỗng cứng họng. Rõ ràng vừa mới gặp anh, nhưng giờ đây khi nghe giọng nói của anh, cô lại cảm thấy vô cùng bối rối. Cô liên tục xoa xoa sau gáy. Anh à, anh đang đợi tôi sao? Kẻ có thể nhổ răng người khác không chút do dự, làm sao mà trốn được? Hi Chu bỗng nhớ đến cảnh tượng đầy máu me đó, cô nghiến chặt môi. Sao không gọi ngay? Tại sao lúc nào cũng chỉ hoãn? Giọng cô khẽ run, nhưng vẻ nhạy cảm này có vẻ lại hợp lý hơn. Tôi chỉ có một yêu cầu, mau chóng trở lại như trước. Nếu không muốn, thì đưa tôi 20 tỷ, nếu ngay cả điều này cũng không làm được, thì từ trước đi. Anh đã xem thường lời đe dọa của tôi, đó là lỗi của anh. Đồng thời, đây cũng là cái giá phải trả cho việc Hi Chu chọn sai điện thoại để gọi. Anh suýt bị bóp nghẹt, mà vẫn còn có thể bình thản như vậy sao? Nghĩ đến người đàn ông quay về nhà trong tình trạng thảm hại ngày hôm đó, lòng cô bất giác nhói đau. Rõ ràng suýt chết, tại sao anh vẫn không lập tức đưa ra lựa chọn? Hi Chu vừa cố kìm nén cơn giận trong lòng, vừa cố gắng không nghĩ thêm. Trước đó, tôi có vài điều muốn hỏi cô, nên mới chờ đến bây giờ. Tôi nhất định phải nghe trực tiếp từ cô, người đang tự xưng là 406. Rốt cuộc là chuyện gì? nếu tôi xử lý hong hi chu cô sẽ nhận được gì giọng nói sắc bén của anh như mũi kim đâm thẳng vào tai cô nếu cô không trả lời rõ ràng cuộc đàm phán sẽ bị hoãn vô thời hạn điều hi chu có thể đạt được tất nhiên là tự do nhưng hiện tại cô đang che giấu danh tính không thể nói thẳng ra từ đây kế hoạch của hi chu bắt đầu chật khỏi quỹ đạo cô không nghĩ ra được một cái cớ hợp lý cô muốn đốt cháy hay làm gì cũng được tùy cô. nhưng tôi nhất định phải nghe được câu trả lời. sự cứng đầu lạnh lùng của anh khiến Hi Chu điên tiết. cô vò tung mái tóc mình. vì tôi ghét anh, muốn anh gặp xui xẻo. lời nói này thoát ra mà không qua suy nghĩ. Hi Chu lộ rõ vẻ hối hận, nhưng lời đã nói ra thì không thể rút lại. đầu dây bên kia im lặng đến kỳ lạ. chuyện gì vậy? anh đã cúp máy sao? cô nhìn màn hình, thời gian cuộc gọi vẫn đang chạy. Bét xa ơn thậm chí không phát ra tiếng thở sự im lặng của anh khiến người khác lạnh sống lưng bỗng nhiên một hơi thở nặng nề hơn cả lời nói vang lên ha cô hoàn toàn không biết câu nói đó nghe nực cười thế nào đâu giọng cười chế giễu của anh xen lẫn với cảm xúc bị kìm nén cô và hong hi chu rốt cuộc có quan hệ gì 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 cơ lời đe dọa của cô nghe như thể đang vì ai đó vậy cô dường như rất hiểu vợ tôi tôi hỏi lại lần nữa sắc mặt của hi chu trở nên cứng đờ cô linh cảm điều chẳng lành cô và hong hi chu rốt cuộc có mối quan hệ gì giọng nói như mũi kim châm của anh đâm thẳng vào tai cô cái cái gì vậy anh nói gì thế cô lắp bắp nói tôi sẽ tìm được hong hi chu trước hay bắt được cô trước chỉ là giọng nói thôi nhưng bầu không khí lạnh lùng ấy lan tỏa như một loại độc dược 20 tỷ là sao? Tại sao lại là 20 tỷ? Làm sao cô có bức ảnh đó? Muốn Hong Hi Chu ly hôn và khôi phục cuộc hôn nhân chính trị ban đầu. Cô biết những lời nói đó nghe như thế nào đối với tôi không? Đợi đã, chẳng lẽ không lẽ anh ta đã phát hiện ra mình chính là người đó sao? Mồ hôi lạnh túa ra, Hi Chu bắt đầu cắn móng tay. Nghe như thể cô muốn cướp cô ấy đi vậy. Gì cơ? Anh nói gì? cô muốn hong hi chu ly hôn rồi sao nữa dù thế nào đi nữa cô cũng chỉ là một kẻ điên sẵn sàng làm hại cha của hi chu cô nghĩ tôi sẽ khuất phục trước loại người thối nát như cô sao đầu óc cô trống rỗng dù trước đây hai người từng qua lại hay bây giờ là nhân tình tôi cũng sẽ không để cô mang hong hi chu đi quá khứ của cô là ai tên là gì chẳng quan trọng gì cơ nhân nhân tình gì chứ từ chiếc xe người chồng cho đến cha cô ấy cô quấy nhiễu mọi người xung quanh hi chu một cách bạo lực đúng là kẻ điên không không phải đợi đã ngay từ đầu tôi đã không có ý định buông tay mặt cô lập tức nóng bừng cái quái gì thế này hi chu cảm thấy như có ai đang bóp nghẹt cổ mình không thể để anh ta nắm được bất kỳ bằng chứng bất lợi nào nếu phải chỉ ra ai là người sai chắc chắn đó phải là chồng cô chứ không phải cô. Cơn giận này không thể nuốt trôi. mươi 22 Đợi đã, chúng ta bình tĩnh nói chuyện, đừng làm thế này, chúng ta hãy nói chuyện tử tế. Nói chuyện với cô, có chuyện gì đáng sợ hơn thế này nữa chứ? Bình tĩnh một chút, người cần bình tĩnh chính là cô, đồ điên này. Đây là hiểu lầm, không phải như vậy đâu. Hồng Hy Chu gần như hét lên trong điên loạn. Rốt cuộc là sai ở chỗ nào? chỉ là một bức ảnh chụp đôi tất gen, sao lại biến thành ngoại tình được chứ? Hong Hi Chu đưa tay lau mặt. Dù để anh ta tự tưởng tượng, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi là nhân tình mà. Tại sao anh ta không thể nghĩ rằng đó là do cánh săn ảnh, hoặc nhân viên hộp đêm, hoặc kẻ chuyên đi tống tiền? Cũng có thể là ảnh bị lan truyền khi tham gia một bữa tiệc. Bao nhiêu khả năng mà? Đặc biệt với người như Bách Sa ơn, kẻ có nhiều kẻ thù. Nhưng tại sao lại thành ra thế này chứ? Kể từ khi chọn cách im lặng, cô gần như không có kinh nghiệm giao tiếp trực tiếp với người khác, nên hoàn toàn không hiểu được giọng điệu tinh tế có thể thay đổi cả cục diện như thế nào. Cô chỉ có thể như một con vẹt, lặp lại lời của người khác, hầu như không có chút kinh nghiệm giao tiếp nào. Đây là sai lầm lớn nhất của Hong Hi Chu. Sắc mặt cô tái nhợt. 406, cô có đang nghe tôi nói không? Hong Hi Chu nhìn thời gian còn lại chẳng còn bao nhiêu. Không thể tiếp tục thế này, nhất định phải tìm ra cách phá vỡ thế bế tắc. Không thể để lời đe dọa mình tích lũy bấy lâu lại biến thành một vụ rắc rối tình cảm. Đe dọa thì phải ra dáng đe dọa, nhất định phải cho đối phương một đòn chí mạng. Hong Hi Chu không chịu bỏ cuộc, ánh mắt cô lóe lên sự quyết tâm. Anh chưa từng nghĩ rằng tôi đang lo lắng cho Hong In A sao? bé xa ơn bất giác ngừng thở để hong hi chu rời đi là vì in a cần một vị trí không có hong hi chu mọi chuyện mới có thể thuận lợi tiến hành hong hi chu nhíu mày gương mặt lộ rõ sự đau đớn những lời nói đó như đang tự rạch vào tim mình khiến cô thở gấp ngay từ đầu tôi đã nói để hong hi chu đi đưa vị hôn thê ban đầu của anh trở về anh không hiểu ý tôi sao vậy tại sao anh lại đưa ra kết luận như vậy tôi chỉ đưa anh xem bức ảnh chẳng nói gì cả chẳng lẽ anh mắc chứng hoang tưởng sao trong đầu anh đang nghĩ gì vậy hong hi chu cố ý phản kích gay gắt như để trả thù khoảnh khắc bị dồn đến đường cùng à tôi lúc đó một tiếng cười đầy nhạy cảm truyền đến những lời lẩm bẩm đứt quãng nghe giống như tiếng của một người vừa tự tát vào mặt mình nhưng ngay sau đó người đàn ông lạnh lùng lên tiếng. 406 đúng là chẳng biết gì cả. Cái gì? Người cuối cùng gặp Hong In A trước khi cô ấy biến mất, chính là tôi. Có vẻ như cô chưa nghe Hong Hi -chu nói về chuyện này nhỉ? Cái gì? Trong giây lát, tôi lặng người, không thốt nên lời. Chị tôi đã gặp bác Sa ơn trước khi biến mất sao? Và anh ta còn là người cuối cùng gặp chị ấy. Vậy nên đừng lấy Hong In A ra làm cơ nữa, nói thẳng đi. Tôi thấy 406 có vẻ hoảng loạn rồi, nói gì cũng được. Hay là, nếu tôi thực sự mắc bệnh hoang tưởng, cô sẽ dễ chấp nhận hơn sao? Thực ra, tôi chẳng nghe được gì cả. Sự xuất hiện đột ngột của chị ấy qua đỗi chấn động, khiến đầu óc tôi rối tung, đến cả những gì muốn nói cũng quên mất. Cô ấy đứng đờ người, mất sạch ý chí chiến đấu dù cô có làm gì đi nữa hong in a cũng sẽ không quay lại đâu hoặc nói đúng hơn không thể quay lại được giọng điệu của anh ta đầy quả quyết vậy cô định làm gì có vẻ như tôi vừa làm mất động cơ đe dọa của cô rồi Bét xa ơn dùng giọng nói dịu dàng chưa từng có để khuyên nhủ trong lúc đó hong hi chu vẫn luôn nghĩ về chị mình chị ấy rốt cuộc đang nghĩ gì đêm trước lễ cưới hai người đã nói gì với nhau Liệu bách xa ơn có biết tung tích của chị ấy không? Vậy cô sẽ ngừng những lời đe dọa vô nghĩa đó chứ? Khoảnh khắc đó, tôi không kìm được mà lên tiếng. Dù vậy, tôi vẫn sẽ tiếp tục đe dọa. Đó là trước khi đầu óc hỗn loạn của tôi kịp can thiệp, đôi mắt vô hồn của tôi đã thốt ra sự thật. Phải, tôi biết cô sẽ nói vậy mà. Nhưng tôi không phải là tình nhân, thật sự không phải mà. À, không phải tình nhân. Ngay cả tôi cũng sẽ không làm chuyện đó với phụ nữ đã có chồng. À, không đụng đến phụ nữ đã có chồng. Cái gì? Vậy ý tôi là chuyện này đã thuộc về quá khứ rồi sao? Cái gì? Khoan đã, ý tôi không phải vậy mà. Ánh mắt lơ đãng của cô đột nhiên tập trung trở lại. Nhưng khi nhận ra mình nói sai, tôi đã không thể rút lại lời nói của mình. Thời buổi bây giờ thật hỗn loạn, những kẻ bám đuôi, quấy rối thậm chí giết hại phụ nữ từng hẹn hò với chúng xuất hiện khắp nơi. Khoảnh khắc đó, Hong Hi Chu dường như cuối cùng đã hiểu ra điểm mấu chốt trong phản ứng của anh ta. Cô có biết tôi khinh thường 406 đến mức nào không? bé Sa ơn là người cực kỳ tự cao, muốn khiến anh ta phản ứng, nhất định phải động đến lãnh địa của anh ta. Dù đây chỉ là cuộc hôn nhân chính trị, nhưng vị trí, người vợ, cũng là một phần trong lãnh địa anh ta kiểm soát có vẻ như cô cũng rất ghét tôi vậy thì hãy đấu một trận thật sự đi ha hong hi chu nhắm chặt mắt như người đã buông bỏ tất cả sau đó quyết định thuận theo tình thế nhưng mà hong hi chu chỉ có nốt ruồi ở trên đùi thôi sao trời đùa với hong hi chu thật sự rất thú vị lời vừa dứt liền vang lên tiếng rắc và tiếng đồ vật vỡ tan hong hi chu khẽ dùng mình nhưng lại càng tỉnh táo hơn Lòng như lửa đốt, giọng cô cũng nhanh hơn. Anh không sợ lửa thiêu, không sợ nhổ răng. Vậy thì tôi sẽ lại gần Hong Hi Chu hơn nữa. Tôi sẽ đưa cô 20 tỷ. Cái gì? Lời đề nghị bất ngờ khiến tôi sững sờ. Nhưng với điều kiện, cô phải gặp tôi một lần. Cho tôi xem mặt của 406. Tiếng đồng hồ hẹn giờ bắt đầu kêu inh hỏi. Bét xa ơn thản nhiên nói. Có vẻ đến lúc phải rời đi rồi. Cô tắt máy trước đi. Cuộc gọi thứ tư MP3. Hồng Hi Chu ngã gục xuống sofa, trên gương mặt hiện rõ sự kiệt quệ. Tiền Bối, sau khi phân tích CCTV của viện dưỡng lão, phát hiện ra kẻ phóng hỏa và người đó chính là cùng một người. Trợ lý Park đẩy cửa lao vào, rồi vội vàng lùi lại một bước. Người đàn ông kia tựa vào bàn, cúi đầu như đang sám hối. Tư thế bất động của Bexa ơn toát ra một sự phẫn nộ khó diễn tả bằng lời. Sương cổ nhô lên và đôi vai như mọn núi của anh ta xoắn lại kỳ dị. Khi hít thở sâu, cơ thể anh ta rung chuyển như một cây cột sống bị áp lực. Đó là phát ngôn viên sao? Park Do-che cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ, liền rón rén tiến lại gần. C-3, trợ lý càng thêm kinh ngạc, người đàn ông đó vốn luôn phát âm chuẩn xác giọng nói trầm thấp, nhưng giờ đây lại thốt ra những lời chửi rủa thô tục. Những tập tài liệu vương vãi bị bách xa ơn kẹp chặt trong đầu ngón tay, khóe miệng anh ta nhếch lên một nụ cười đầy dữ tợn. Người luôn giữ bình tĩnh như anh ta, lúc này lại dường như không thể kìm chế được sự cuồng loạn trong lòng. Chỉ là những lời nói từ một kẻ điên, vậy mà lại khiến anh ta cảm thấy như bị thiêu đốt từ thực quản xuống dạ dày. Hồi nhỏ, tôi có một bể cá nhỏ gì cơ trợ lý tròn mắt nhìn chuyện này không giống với phong cách thường ngày của Béc sa ơn thế giới luôn tham lam ồn ào và phiền phức nhưng chỉ cần đến gần cái bể cá đó tôi liền cảm thấy lòng mình yên tĩnh trong tất cả mọi thứ xung quanh tôi bể cá là yên tĩnh nhất vì vậy chỉ cần nhìn vào đó tôi liền có thể hít thở dễ dàng anh ta vẫn cúi đầu giọng nói trầm đục có lẽ tôi đã quá giỏi trong việc lợi dụng cái bể cá đó cái bể cá nhỏ bé đó có thể nuốt chừng mọi âm thanh ồn ào của thế giới thái dương anh ta cảm thấy nóng ran cực kỳ khó chịu đặt ở bên cạnh nó thực sự rất hữu dụng anh ta bắt đầu từ từ đứng thẳng người dậy nhưng mà trong đôi mắt lạnh lùng như thường ngày của anh ta giờ đây lại thoáng xuất hiện điều gì đó khác lạ cái bể cá đó là do tôi đặt ở đó nhưng lại có người lén uống nước trong đó. Trong tình huống như vậy, cái bể cá đó rốt cuộc là của ai? Cái gì? Bác Đô Chê hoàn toàn không hiểu câu nói này có ý nghĩa gì. Nhưng với tư cách là một trợ lý lành nghề, anh ta luôn biết cách tìm ra điểm mấu chốt trong lời nói. Anh ta chậm rãi đảo mắt. Là một vụ trộm mới sao? Bác ơn lặng lẽ nhìn anh ta, không nói một lời nhưng dường như ánh mắt anh ta không hướng về khuôn mặt của trợ lý mà nhìn vào khoảng không vô định. bác đồ chê cảm nhận được bầu không khí nặng nề, cố gắng đáp lại. thường ngày cấp trên chưa từng nói chuyện cá nhân, lần này anh ta muốn nhân cơ hội ghi điểm. bể cá ở nhà tất nhiên là của tiền bối rồi. nhưng trên gương mặt anh ta không hề có chút biểu cảm nào, trông thật đáng sợ. tôi chưa từng dọn dẹp cái bể cá đó. Tôi chỉ đặt nó ở nơi dễ nhìn, mỗi ngày về nhà, nhìn nó, luôn nghĩ rằng đó là bể cá của tôi. Nhưng tôi lại quên mất rằng nó có thể bị di truyền. Anh ta xoay cổ qua lại rồi bật cười. Bác đồ chê nhanh chóng che giấu vẻ mặt kinh ngạc. Ai cũng có thứ quý giá của riêng mình, nhưng cấp trên của anh ta thì quả thật rất đặc biệt. Có lẽ, việc cấp trên không phải là một người bình thường lại là điều tốt nếu cái bể cá đó hóa thành một người phụ nữ, thì sự lạnh lẽo còn khó chịu đựng hơn nữa. Bần thiểu, người đàn ông nhanh chóng mặc lại chiếc áo khoác đã cởi, lầm bẩm nói. Trợ lý chỉ còn biết nhanh nhẹn bắt lấy lời nói của anh ta. Nếu chỉ là uống hết nước, tiền bối có thể rót thêm vào mà. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 23. Bét xa ơn khẽ nhướng mày. Là người yêu cũ, hay là tình nhân hiện tại đây khi kẻ đe dọa chế nhạo rằng anh có phải đang ghen tuông hỏi tại sao lại đưa ra kết luận như vậy thực tế anh cảm giác như có ai vừa đập mạnh vào đầu mình trong đầu anh trào lên cảm giác bất an kỳ lạ kiểu suy nghĩ cố chấp ấy luôn khiến anh tin rằng có ai đó muốn cướp đi hong hi chu tại sao tất cả mọi thứ luôn chỉ xoay quanh hong hi chu và anh còn nghĩ rằng điều đó là hiển nhiên Cú sốc mà Bexa xa ơn đang chịu giống như một tòa nhà sụp đổ. Lúc này, trợ lý Park vỗ tay nhẹ và nói thêm. Không thể để hắn đùa cợt với bể cá nữa. Tiền bối, anh cũng phải can thiệp đi. Anh cứ có cảm giác như có người đang phá hoại mối quan hệ giữa hai vợ chồng. Cảm giác ấy không sao tan biến được. Nếu hai tỷ mà kẻ đe dọa yêu cầu thực sự rơi vào tay của Hong Hi Chu thì sẽ ra sao? Nếu ai đó thực sự đã đưa ra một thỏa thuận với cô ấy, vậy thì trách nhiệm thuộc về ai? Ai mới là kẻ nhẫn tâm hơn? Câu trả lời đã quá rõ ràng. Gương mặt của người đàn ông bắt đầu hiện lên vẻ khó chịu. Chuyện về bộ chuyển đổi giọng nói. Anh lạnh lùng ra lệnh cho trợ lý Park. Vậy thì chỉ còn một cách thôi. Xem liệu có thể loại bỏ nó hay không. Nếu nước đang gì, thì phải bịt kín lỗ giỏ đó. À vậy nên tôi mới ngửi thấy mùi tanh của nước. Đây là lần đầu tiên ở tuổi 12, Hi Chu phải dịch lại câu nói này. Tôi ghét nước, nhưng phải chăm hai con cá vàng, đúng là chẳng nói nên lời. Giọng của anh ta bình thản, lạnh lùng, giống hệt vẻ ngoài của mình. Dù vậy, khi anh đặt quyền bài tập xuống, lời nói vẫn thoáng vẻ tùy tiện. Các cô con gái của Chủ tịch Hong, ai cũng đều có vấn đề riêng nhỉ. Lúc này, chị gái in a khẽ dùng khuỷu tay chọc nhẹ vào cô hi chu thầm nghĩ liệu những lời lẽ không chút kiêng rè này có nên dịch đúng y nguyên hay không là gia sư của chị cháu trai của nghị sĩ béc hàng xóm nhà họ đã được chọn dù tất cả đều là sự sắp xếp của người lớn nhưng ít nhất hai người mặc đồng phục trông vẫn rất điềm tĩnh béc xa ơn luôn tỏ ra kính trọng với người lớn cả trang phục lẫn thái độ đều chỉn chu nhưng hễ chỉ còn lại lũ trẻ, anh liền để lộ bản chất thật, chống cằm nhìn thẳng. Cậu thiếu niên 18 tuổi trông trưởng thành này, khi lật cuốn bài tập, đã liếc nhìn Hi Chu một cái. Cô là cái tai của Hong In A đúng không? Mái tóc đen tuyền, ngũ quan sắc nét, dù không cử động vẫn như có bóng đổ, ánh mắt tựa như có thể hút cạn mọi thứ. Làn da trắng mịn hơn cả chị gái, gương mặt đẹp trai đến mức nhìn lúc nào cũng quá đỗi hoàn hảo cái tay mềm như đậu phụ đó thì có ích gì chứ? Bét xa ơn vừa ấn chiếc bút bi, vừa khẽ nhíu mày. Lỡ nghe nhầm lời chửi thì tai sẽ vỡ ngay đúng không? In A lại dùng khuỷu tay chọc vào cô lần nữa. Hi Chu bất lực bắt đầu viết, dù chưa quen với ngôn ngữ ký hiệu, nhưng từ sau tai nạn, chị cô chỉ tin tưởng cô, nên chẳng thể thuê người khác. Cô bé cầm bút chì, cẩn thận viết từng chữ ngay ngắn. Chị ấy muốn ăn đậu phụ nhìn dòng chữ trong quyển sổ, bét xa ơn bất chợt quay đầu. Gương mặt nghiêng hoàn mỹ ấy bất giác hiện lên chút lộn xộn, anh khẽ lầm bẩm, dịch từ một đứa trẻ. Vì cách phát âm của anh quá chuẩn, nên dù nói nhỏ, cũng có thể nghe rõ từng từ. Chị gái lại khẽ chạm nhẹ vào cô. Một chàng trai 18 tuổi và một cô gái 16 tuổi. Và một đứa trẻ 12 tuổi. Ánh mắt anh rơi vào Hi Chu đang mồi thẫn thờ in a liệp bản năng ôm lấy vai em gái mình người chị vốn luôn lạnh lùng lần đầu tiên chủ động thể hiện sự thân thiết như vậy từ đó trở đi bác xa ơn luôn giữ vẻ mặt không cảm xúc nghiêm túc làm tròn vai trò của mình nếu còn tính sai nữa tôi sẽ dội nước lạnh lên đầu cô in a cố lên chị sẽ làm tốt hơn mà chỉ cần cô cho tôi xem điểm thi của cô hủy hôn ước này cũng không phải không thể Tôi thật sự rất ngại. Ngay cả đứa trẻ kia còn chưa ngủ, sao cô lại ngồi gà gật rồi? Tôi thật sự quá mệt mỏi. Tại một khoảnh khắc nào đó, Hi Chu không còn dịch đúng nữa, mà bắt đầu dịch sai. Việc dạy kèm kéo dài cho đến khi Bách Sa ơn bất ngờ đi du học, lúc đó Hi Chu còn chưa cao đến ngực anh. Giữa hai người dân trưởng thành, Hi Chu luôn là người chạy theo từ phía sau. Khoảng cách trưởng thành không bao giờ đuổi kịp ấy, không chỉ nằm ở vóc dáng cơ thể. Theo thời gian, khoảng cách về mặt địa lý cũng ngày càng xa. Vài ngày trước khi anh rời đi, tại sao anh lại ghét nước? hi Chu không kìm được sự thôi thúc kỳ lạ, đã viết câu hỏi này. bexa ơn đang giải bài toán, khi nhìn thấy câu hỏi thì ngần người một lúc. Anh, thường đã là một người đàn ông ngoài 20, xé tờ giấy ghi bài giải rồi đưa cho Hong In-a giọng nói lạnh lùng thì thầm vang bên tai hi chu bởi vì mỗi đêm tôi đều mơ thấy mình rơi xuống sông và chết đuối à sau khi cúp máy không hiểu sao cô lại vào phòng và ngủ thiếp đi khi tỉnh dậy trời đã sáng hi chu như đang truy tìm một giấc mơ xa vời lơ đễnh đứng dậy dù từ nhỏ đã quen biết bác xa ơn nhưng cảm giác xa cách vẫn chưa bao giờ thay đổi người anh luôn dẫn trước cô sáu bậc thang gia sư ngày xưa giờ đây đã trở thành người chồng khó gần dù cô có cố gắng thế nào cũng không thể bắt kịp nhịp sống của anh dù giờ đã trưởng thành điều đó vẫn không hề thay đổi tôi luôn bị kẹt giữa họ chị ấy đã gặp bách xa ơn trước ngày biến mất sao bỗng dưng cô có cảm giác rằng việc mình bị kẹt giữa hai người họ trong quá khứ giờ vẫn tiếp diễn mình cần tìm hiểu thêm về chuyện của chị tâm trạng cô bỗng trở nên nặng nề Hi chu lơ đánh lau đi chút gì mắt ở khóe, rồi bước vào bếp. Bếp xa ơn thường về nhà sau nửa đêm và rời đi từ sáng sớm, trong khi Hi Chu lại ngủ sớm và bắt đầu ngày mới muộn hơn. Cảm giác bất lực khi không thể sánh bước cùng anh, nỗi buồn kéo dài như một gánh nặng đè trên vai Hi Chu. Cô như thường lệ, dùng tiếng ồn ào của tivi để lấp đầy căn nhà im lặng, rồi mở cửa tủ lạnh. Sao đổi kênh vậy? Cô đang uống nước thì bất ngờ phun ra. Hi Chu hoàn toàn không nhận ra vạt trước bộ đồ ngủ của mình đã ướt, cô chỉ há hốc miệng. Người đàn ông ngồi bên bàn ăn khẽ nhíu mày. "Cô chưa tỉnh ngủ à?" Anh cầm lại điều khiển từ xa, chuyển kênh trở về bản tin ban đầu. "Sao anh lại ở đây?" Có lẽ vì đã mơ một giấc mơ kỳ lạ, Hi Chu cảm thấy hiện thực như trở nên mơ hồ. "Không cần nhìn chằm chằm như vậy." hôm nay chiều tôi phải đi làm anh lạnh lùng nhìn bản tin nói như không hề để tâm bác xa ơn trông như vừa tắm xong mái tóc còn hơi ướt anh mặc một chiếc quần thể thao rộng và áo phông ngắn tay đơn giản tóc rũ che hết trán anh uể oải dựa vào ghế một cánh tay đặt trên thành ghế chống cằm gương mặt nghiêng khi đang nhìn bản tin khiến người khác không khỏi muốn nhìn thêm đi ăn gì trước đi anh lạnh lùng chỉ đạo mà không chút biểu cảm nhưng chính bác xa ơn lại uống cà phê đen từ sáng sớm khi bụng còn trống rỗng liệu cơ thể anh ấy có ổn không rõ ràng người anh vẫn phảng phất mùi bệnh viện anh ấy có thực sự điều trị tử tế không để che giấu sự lo lắng cô nhíu chặt mày nhưng đúng lúc đó ánh mắt hai người lại chạm nhau anh nheo mắt đặt tách cà phê xuống tiếng chạm của ly thủy tinh vang lên chói tai không nên uống cà phê khi bụng đói. Gì cơ? Đừng nhìn tôi như vậy, tôi không cho cô đâu. Đi ăn trước đi, anh hất cầm về phía bếp. Không phải vậy mà. Hi Chu gãi đầu, ngoan ngoãn đi về phía nồi cơm điện. Bét xa ơn nhìn cô như thể đang giám sát, khiến cô lúng túng không yên. Cơm cứng ngắc khó múc. cô nhón chân cố gắng xúc ra thì bất ngờ một mùi nồng nặc ập tới. Hong Hi Chu, đến dùng tay mà cũng không làm nổi sao. Anh giật lấy muôi cơm từ tay cô. Tôi cứ nghĩ ít nhất cô cũng biết tự ăn uống đàng hoàng. Nhìn tình trạng nồi cơm, anh hơi nhíu mày. Anh thành thạo tháo nồi cơm ra, đặt vào bồn rửa, rồi lấy một chiếc chảo phẳng. Sau đó, trứng, xúc xích, cà chua và măng tây lần lượt xuất hiện. Kỳ lạ thay, buổi sáng hôm nay lại mang đến cảm giác rất yên bình. Sao có gì đó không đúng, Hi chu véo nhẹ vào má mình. Đây không giống như cuộc sống hôn nhân thường ngày, Bexa ơn không ngờ vẫn chưa đi làm vào giờ này mà còn đang ở trong bếp. Cứ như một cảnh trong phim kinh dị vậy, vỏ trứng trong tay anh bị bóp nát, xúc xích bị cắt thành từng khúc, mọi hành động đều thật kỳ quái. Đôi tay thô giáp của anh cắt măng tây, đặt lên lửa nướng. Cánh tay rắn chắc ấy cũng ân nắp máy ép nước trái cây nhìn anh vừa nhai gì đó vừa làm bữa sáng, Hi Chu không khỏi cảm thấy căng thẳng. Dù anh chỉ đang nấu ăn thôi, nhưng... Cô lại bất giác nuốt nước bọt. Cuối cùng, bữa sáng muộn đã được bày ra trên một chiếc đĩa lớn. Ăn hết đi. Bác xa ơn ngồi xuống đối diện cô, khoanh tay lại. Hi Chu cảm thấy mình có thể sẽ bị nghẹn. Từ nhỏ cô đã kén chọn không ăn lòng đỏ trứng, nên tôi làm trứng cuộn đặc biệt cho cô đây. Những miếng trứng vàng rực như thẻ phạt khiến cô cảm thấy sợ hãi. Cô chưa bao giờ uống sữa, đúng không? Uống đi. Anh rót một ly sữa trắng, đẩy về phía cô. Đây là một hình thức tra tấn mới sao? Hi Chu máy móc cầm lấy đũa và thêm nữa, tôi sẽ không ly hôn với cô. Khụ khụ. Miếng trứng khô vừa vào miệng, cô đã ho sặc sùa. Hi Chu vội cầm ly sữa uống từng ngụm lớn. Tôi chỉ sợ có ai đó nhồi nhét cho cô những suy nghĩ sai lầm. Bét xa ơn nhìn cô với vẻ mặt lạnh lùng đặc trưng của anh. Chỉ có cổ của Hi Chu đến tận mang tai, cô khẽ ho nhỏ. mươi 24 Anh không phải tội phạm đang uy hiếp tôi, sao lại bất chợt nói những lời đó. Trên gương mặt cô hiện rõ vẻ kinh ngạc. Đối với tôi, ly hôn là điều không thể. Giọng anh lạnh lùng như băng, đôi mày nhíu lại, như thể chỉ cần nghĩ đến cũng khiến anh tức giận dù là xịt căng đan hay tin đồn tôi đều không thể chịu được thất bại bẩm sinh tôi đã không chấp nhận được việc danh tiếng của mình bị vấy bẩn ánh mắt sắc bén đầy áp lực của anh tựa như có độc sao có thể như vậy được cả đời phải sống với một người mình không yêu sao trong đầu cô hiện lên hình ảnh cha cô giờ chỉ còn là một cái xác không hồn cô không thể làm được dưới gầm bàn Cô siết chặt nắm tay. Vậy nên, em cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Gì cơ? Hãy chuẩn bị giữ lấy miếng cơm của mình đi. Đừng phun ra, nuốt xuống đi. Anh đẩy đĩa thức ăn về phía cô, ra hiệu cô ăn nhanh đi. Từ hôm nay, em ngủ trong phòng tôi. Trong khoảnh khắc, cô cảm thấy nghẹt thở. Sống như bây giờ, chúng ta chỉ biến thành cặp vợ chồng bị ràng buộc bởi trách nhiệm mà thôi. Càng ồn ào bên ngoài, càng dễ dàng bỏ qua những mâu thuẫn bên trong. Hong Hi Chu, em chắc đã học qua điều này khi còn cấp sách đến trường, đúng không? Một ánh mắt khó hiểu đâm thẳng vào Hi Chu. Bất ngờ, anh kéo ghế đứng dậy, vòng qua bàn ăn tiến về phía cô. Tình cờ tôi nhìn thấy thứ trong điện thoại của em. Em lưu số của tôi thú vị lắm đấy. Hi Chu giật mình, thầm nghĩ, chết rồi. Chồng công vụ. Anh chậm rãi nhấn từng từ đó là cách cô tự nhắc nhở bản thân về hoàn cảnh của mình, không kỳ vọng, cũng không thất vọng, nên đặt tên theo cách có phần mỉa mai như vậy. Thế nhưng, khi nghe anh nói ra, mặt cô nóng bừng. Vậy thì, đã là công vụ, chúng ta phải phối hợp thật tốt. Sự kiện kỷ niệm 70 năm của Sơn cảnh Nhật báo, hãy đi cùng tôi. Tôi cũng muốn cùng Hong Hi Chu tạo nên một cuộc hôn nhân trưng bày. Đồng thời, anh đột một tiến sát Kéo tung chiếc áo sơ mi mình đang mặc. Vòng bụng săn chắc của anh hiện rõ trước mắt Hi Chu. Cô hoảng hốt quay đầu, nhưng lại bị anh nắm lấy gáy giữ lại. Hương thơm mạnh mẽ từ cơ thể anh hòa quyện với lớp vải thô giáp của chiếc áo, lướt qua đôi môi của Hi Chu. Như một đứa trẻ vậy, miệng vẫn dính sữa kìa. Bét xa ơn thô bảo lau sạch vệt sữa trắng trên nhân chung của cô. Tùy ánh mắt của anh tràn đầy vẻ khó chịu nhưng động tác lại vô cùng nhẹ nhàng. Hi Chu sững sờ nhìn cơ bụng rõ nét và đường xương hông sắc sảo của anh, không dám chớp mắt. Lạ lùng thay, cổ họng cô không tự chủ được mà khẽ chuyển động. Bét xa ơn liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường, tặc lưỡi một cái rồi buông tay xuống. Không chút lưu luyến, anh quay người bước nhanh về phía phòng ngủ, tay siết chặt chiếc áo sơ mi đã bẩn. Một mình còn lại trong phòng. Hi Chu đưa tay sờ lên khóe môi nóng rực của mình. Anh lau mạnh đến mức làn da quanh miệng cô đỏ ửng lên. Khi bét xa ơn rời đi, Hi Chu cuối cùng cũng cảm thấy toàn thân kiệt sức. Cô đổ người xuống ghế sofa, đôi môi vẫn còn đau âm ỉ, rồi bất chợt đứng dậy. Thôi thì rửa bát vậy. Cô giả vờ tỏ ra mạnh mẽ, mở máy rửa bát. Bíp bíp bíp, bíp bíp bíp. Đúng lúc đó điện thoại của Hi Chu reo lên. Đó là nhạc chuông do chính cô cài đặt, nhưng giờ nghe lại thật xa lạ. Vì cô đã công khai nói mình bị mất khả năng nói, hầu như chẳng ai gọi trực tiếp cho cô. Chắc là mẹ, gương mặt vừa lấy lại chút sắc hồng ngay lập tức cứng đờ. Những cuộc gọi từ mẹ thường chẳng cần phản hồi, bà chỉ nói một chàng dài rồi tự mắt máy. Nhưng lần này lại là cuộc gọi từ số ẩn danh. Chuyện gì đây? Hi Chu đang nhìn chằm chằm vào màn hình thì cuộc gọi bị ngắt. Chuông điện thoại lại reo. Vẫn là số ẩn danh, người gọi vẫn là cùng một người. Một sự cảm chẳng lành len lỏi qua sống lưng cô, dù ngón tay run rẩy, Hi Chu vẫn không mần ngại bắt máy. Chị ơi, bắt máy nhanh đi, nếu không tôi sẽ nổi giận đấy. Chị biết đấy, tôi chẳng có nhiều kiên nhẫn, đúng không? Quả nhiên là tên bắt cóc đó. Hi Chu bỗng chốc cảm thấy lạnh buốt như rơi vào thùng nước đá. Bác Sa ơn nói sẽ đưa chị 2 tỷ, chị muốn không? Câu hỏi thẳng thừng khiến cô nghẹn lời. Điều này chứng tỏ hắn đang nghe lén điện thoại. Dù sao thì đó cũng là điện thoại của hắn. Tôi có thể cho chị một tài khoản nước ngoài không thể truy vết. Nhưng trước đó, tên bắt cóc bật cười. Hi Chu vô thức sờ vào tay mình, cảm giác da gà nổi lên. Tôi sẽ cho chị một tin tốt công việc thực sự của bác sa ơn cô sững người ngẩng đầu lên công việc thực sự của bác sa ơn là gì ý đó là sao nghĩa đen thôi không phải là phát ngôn viên hào nhoáng của nhà xanh mà là công việc thật sự của bác sa ơn một công việc còn đen tối hơn nếu dùng điều này để đe dọa anh ta chị thật sự có thể hạ gục anh ta tim cô đập thình thịch cổ họng khô rát nhưng Hi Chu vẫn cảnh giác với viên kẹo ngọt ngào này. Tại sao? Tại sao gì? Tại sao lại giúp tôi đến mức này? Vì tôi muốn mọi thứ quay trở lại như ban đầu. Tôi cũng muốn có kết quả như vậy. Hắn nói một cách bình thản, đơn giản đến mức khiến người khác cảm thấy trống rỗng. Nhưng dường như hắn không định giải thích thêm, một ranh giới vô hình nào đó bỗng trở nên rõ ràng. Vì vậy, tôi muốn chị có thể đe dọa hiệu quả hơn. Giao dịch 2 tỷ đó là một thỏa thuận tồi. Lấy số tiền đó rồi chị có ly hôn được không? Không đâu, chị không đấu lại được con cáo già đó đâu. Giờ chị đã bị hấn dắt mũi rồi. Hi Chu không khỏi dùng mình. Thủ đoạn của bác Sa-ơn là bóp méo thông tin. Hắn khiến chị theo đuổi những thứ chẳng liên quan, không phải ly hôn, mà là cầm 2 tỷ rồi biến mất. Dẫu vậy, có vẻ như bác Sa-ơn đã đánh hơi được gì đó và đang hành động một cách xảo quyệt đó là một chiến lược để thoát khỏi việc bị ràng buộc bởi hôn nhân người chồng kiêu ngạo đó không hề nghi ngờ rằng hy chu sẽ ngoan ngoãn nghe lời miệng cô bất giác hé ra nhưng điều này không miễn phí đâu cái miệng vừa hé ra liền cứng lại chúng ta từng thỏa thuận rồi tôi sẽ cho chị thông tin chị muốn đổi lại chị phải giúp tôi đạt được mục tiêu nhưng chị làm nổi cho một lần không vì vậy trước khi hành động chính thức tôi phải huấn luyện chị một chút đã. Tim cô đập loạn xả. Tôi sẽ nói cho chị biết điểm yếu mới của Bét xa ơn. Đổi lại, chị phải. Hi Chu thất vọng đến mức nhắm chặt mắt. Cô cảm thấy mình như bị mắc kẹt trong một bồn nước không thể thoát ra. Nhưng cô không muốn bỏ cuộc tại đây. Cô không muốn trở thành người dễ dàng bị chồng lợi dụng, mà muốn trở thành người lợi dụng anh ta. Đôi mắt cô, khi mở ra lần nữa, đã ánh lên sự sắc sảo một phát ngôn sai lầm của phát ngôn viên nhà xanh sẽ rất thú vị ví dụ như chửi thề nếu đó là những lời lẽ không thể tha thứ thì càng tốt hắn cười nhạo như thể đang bảo cô đi lấy chốt muối khích lệ cô đây là mệnh lệnh đầu tiên mà cô nhận được ghi âm lại những lời chửi thề của anh ta rồi chúng ta trao đổi thật là tục tiễu quá tục tiễu hi chu vừa đẩy cửa bước vào trưởng ban han jun đã buông lời than thở cô gõ cửa để thu hút sự chú ý của anh gọi tôi có việc gì cô dùng ngôn ngữ ký hiệu hỏi và trưởng ban lập tức đứng dậy khỏi ghế hôm qua cô đi đâu vậy gấp gáp thế có chuyện gì xảy ra à không có gì hi chu dùng một nụ cười nhạt để che giấu chuyện mà cô không thể nói ra trưởng ban liếc nhìn cô với vẻ nghi ngờ rồi đưa cho cô một tập tài liệu đây là gì? Sợ cô rảnh quá, nên tôi kiếm cho cô chút việc. Đây là lời bài hát nhạc pop. Xem thử đi, dù bối rối, Hi Chu vẫn nhận tập tài liệu và lặng lẽ lật dở. Vừa đọc đến dòng đầu tiên, không, vừa nhìn thấy từ đầu tiên, mặt cô đã đỏ ửng. Cô há miệng định nói gì đó, nhưng Han Jun chỉ thở dài. Chuyện mà tôi nói trước đây, buổi biểu diễn ở Hàn Quốc ấy. Những lời bài hát này cô hoàn toàn không thể thốt ra được cô làm được không chắc chắn là không hi chu mặt tái nhợt liên tục vẫy tay phản đối tôi chưa từng thấy loại nội dung này cũng chưa từng thực hiện những ký hiệu như thế này thế nên tôi đã học trước ở hội rồi a à, hi chu vội vàng vo tròn tờ giấy lại và nhét vào túi từng từ từng câu đều tràn đầy tính khiêu khích và táo bạo tất cả lời bài hát đều như vậy Nghĩ đến việc phải đứng dưới sân khấu dùng cả cơ thể để dịch những lời bài hát gần như khiêu dâm này, Hi Chu cảm thấy choáng váng. Cô quay người định chạy trốn. Đợi đã, đợi đã, Han Jun chặn cô lại. Đã đến đây rồi, tiện thì xem qua cái này luôn đi. Trưởng ban đưa một chiếc máy tính bảng đến trước mặt Hi Chu và logo xanh của nhà xanh hiện lên trước mắt cô. Hi Chu định than phiền nhưng lại im bặt đây là thông báo từ nhà xanh gửi tới các trung tâm phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu tại seoul nhìn thấy dòng tiêu đề lớn phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu nhà xanh hy chu cảm nhận một dòng nhiệt kỳ lạ dâng trào trong lòng hoàn dùn liếc nhìn mặt hy chu rồi bật cười tôi biết là cô sẽ thích mà tôi không thích đâu hy chu vội vàng phản bác nhưng chỉ nhận lại cách cười nhếch mép của anh ta từ khi bexa ơn dẫn chương trình thời sự và tranh luận Cô đã luôn dùng các video thời sự để luyện ký hiệu tay, tôi biết hết đấy. Cô biết đây là cơ hội hiếm có thế nào không? Nhưng mà, nhưng mà tôi đang uy hiếp chính phát ngôn viên nhà xanh đó mà. Chương 25. Làm việc cùng anh ta trong hoàn cảnh này, chẳng khác nào tự đưa đầu vào giỏ. Ngay từ khâu xét duyệt hồ sơ đã cần thư giới thiệu. Tôi chỉ có thể viết một bức cho trung tâm của chúng ta. Nếu cô không hứng thú Thư giới thiệu của tôi sẽ dành cho người khác. Trong mắt Hi Chu thoáng hiện một tia tham vọng, nhưng cô lại không muốn thừa nhận điều đó. Rõ ràng trên mặt cô là biểu cảm muốn có được, tại sao đột nhiên lại cố chấp như vậy? Đây chẳng phải là đang cứng đầu hay sao? Ngay lúc đó, giám đốc trung tâm bỗng dừng lời, dùng ánh mắt đầy hàm ý nhìn về phía Hi Chu. Cô không phải là vì chuyện đó chứ? Là cái gì cơ? Trước đây, khi tôi hẹn hò Mấy cô bạn gái tôi mỗi lần đi gặp idol hay tranh vé concert đều mặt tái nhợt, chân run lẩy bẩy giống hệt cô bây giờ. Nghĩ tới thôi đã thấy vừa hồi hộp vừa kích động rồi đúng không? Hả, sao lại run thế kia? Vậy là đáng ngờ thật đấy. Kiều Chin mặt đầy vẻ chiêu chọc, lỗ mũi hơi phập phồng. Cô định bỏ lỡ cơ hội trở thành một fan girl thành công thế này à? Không phải như thế đâu. Cưng à, Vexa ơn đã kết hôn rồi nên ít nhất cô phải tập trung vào sự nghiệp đi, không thì thiệt lắm đấy. Hi Chu tức đến không nói được gì, còn giám đốc trung tâm thì bật cười. Dù bảo là đùa nhưng cái miệng đáng ghét của anh ta không chịu ngừng. Tôi thật sự không hiểu nổi tâm tư của mấy cô gái trẻ. Tôi sắp 30 tuổi rồi mà. Không ngờ Hi Chu lại nghiêm túc như thế. Không phải vậy mà. Nghe nói Bét Sa ơn là một phát ngôn viên rất xuất sắc vợ của anh ta chắc chắn cũng phải là một người phụ nữ rất giỏi. Làm sao một người đàn ông như vậy lại kết hôn bừa bãi được? Lông mày của Hi Chu lập tức nhíu lại. Là một người phụ nữ chưa từng vượt qua bếp xa ơn, chưa từng sánh vai, thậm chí còn chưa từng đuổi kịp anh ấy. Là một người vợ luôn bị coi thường, bị gọi là không đáng nhắc đến. Xin hãy viết cho tôi thư giới thiệu. Gì cơ? Tôi sẽ đi phỏng vấn. Trên gương mặt Hi Chu hiện lên vẻ kiên định, đây là một quyết định đầy bốc đồng. Dù chỉ là một lần, cô muốn được đứng chung thời gian, chung không gian với anh ấy. Nếu có thể trở thành người phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu tại nhà xanh, đây có lẽ là cơ hội duy nhất để cô có thể, ít nhất là bề ngoài, đứng ngang hàng với anh ấy. Thay vì dựa vào sự thương hại trong các chiến dịch tranh cử của chồng, tốt hơn là tự mình tạo dựng đỉnh cao sự nghiệp. Hi Chu mong rằng cuộc hôn nhân chính trị đầy mệt mỏi này có thể mang lại chút ít lợi ích cho cô. Những lời nói bậy, xúc phạm và cay độc không ngừng vang lên trong đầu cô. Rốt cuộc phải đối phó thế nào với những yêu cầu vô lý này đây? Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy bối rối đến mức này khi nghe điện thoại. Hi Chu bật chế độ loa ngoài rồi ngơ ngác nhìn vào gương trên bàn trang điểm. Hôm nay chúng ta còn nhiều chuyện để nói lắm đấy. Ừm, thật ra thì tôi cũng không biết hi chu xoa chán đau nhức phản xạ trả lời đầu tiên gửi hết tất cả ảnh của hong hi chu cho tôi đi cái gì kể cả bản gốc đôi mắt vốn mơ hồ của hi chu bỗng trở nên sáng rõ à tôi không có mà thật sự không có mà cầm một bức ảnh chỉ có phần đùi anh định kéo vợ tôi vào thế nào đây chắc anh nghĩ tôi không thể làm gì trên truyền thông đúng không Hi Chu lặng lẽ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại phát ra giọng nói lạnh lẽo đó. "Còn có ảnh nào nữa không? Nghe nói anh còn bận tâm đến vị trí nốt ruồi trên ảnh, không thấy mình kiêu ngạo quá à?" "Thật sự không có mà, tôi đã bảo là không có rồi. Đừng nói là cả mặt cũng lộ ra nhé." Cô ấy có một nốt ruồi trên lông mày. Nghe đến đây, cảm xúc của cô bỗng trở nên vô cùng phức tạp. Hi Chu cúi người chăm chú nhìn vào hình ảnh của mình trong gương. Cô vén lông mày lên, quả nhiên thấy một nốt ruồi nhỏ ẩn bên dưới. Bexa xa ơn làm sao mà biết được điều này. Đây là đặc điểm mà mãi đến khi cô đủ tuổi để trang điểm mới phát hiện ra. Tôi, tôi tại sao phải đưa ảnh cho anh chứ? Cô lắp bắp nói, nhưng giọng điệu lại đầy kiên quyết. Vì sợ tên biến thái 406 lại quấy phá. Nên chỉ cần tiết lộ cho mình tôi là được mặc dù đầu óc cô trống rỗng nhưng tim lại đập thình thịch không ngừng tôi sẽ trả cái giá tương xứng chúng ta là một giao dịch đi ánh mắt của cô lộ vẻ hoang mang do dự lại nữa rồi một lần nữa bị dẫn dắt đi như vậy một người giỏi như anh tại sao không thể sắp xếp ồn thỏa mà lại bị uy hiếp thế này là đàn ông tôi thật không hiểu nổi tại sao anh lại không nỡ rời bỏ một người như hong hi chu chứ nhưng lần này thì tuyệt đối không được. Nét mặt cô trở nên kiên quyết hơn bao giờ hết. Qua lần nói chuyện trước, cô nhận ra rằng anh ta phản ứng một cách điên cuồng khi nhắc đến vợ. Thay vì tấn công danh tiếng của anh ta, tốt hơn là gây rối ở điểm này, hiệu quả sẽ cao hơn nhiều. Hi Chu lại một lần nữa nhắm mục tiêu vào bản thân mình. Quả nhiên, cách tốt nhất để khiến anh ta tức giận chính là Tôi sẽ đưa, nhưng không phải là ảnh, mà là thứ khác. Lại là gì nữa đây? Hi Chu nhắm chặt mắt. A, a ha. Ừm ừm. Bây giờ cô đang làm cái gì vậy? Đây là lần đầu tiên phát ngôn viên của nhà xanh lúng túng. Gương mặt cô đỏ bừng như sắp nổ tung, nhưng không cách nào dừng lại. Trong đầu cô chỉ nghĩ đến việc chọc tức anh ta. Ừm ừm. Cô biết rằng những tiếng rên rỉ đã được chỉnh giọng nghe thật ghê tởm, nhưng vẫn ngoan cố phát ra. Thế này à? Bét xa ơn như thể bị một cú sốc lớn, không nói lời nào. Tôi chỉ đang truyền đạt lại những gì tôi nghe thấy thôi. So với ảnh, cách này không phải tốt hơn sao? Hà, chết tiệt. Tiếng thở dài đó đầy sự sụp đổ. Đôi mắt hi chu sáng lấp lánh như bóng đèn. Có muốn thử lại lần nữa không? Ừm ừm, ừm, ừm ừm, đại khái là như vậy đó. Ở đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dốc thằng khốn chết tiệt. Những lời chửi rủa bật ra từ miệng anh ta, như thể không thể kìm nén được nữa. Hi Chu cảm thấy cực kỳ hưng phấn khi giành thế thượng phong trong cuộc đối đầu với bác Sa ơn. Cảm giác này khó diễn tả, pha chút tội lỗi. Cậu biết rõ tôi là chồng của Hi Chu, vậy mà còn cố ý làm nhục cô ấy trước mặt tôi. Giờ mấy thằng nhóc đều muốn tìm đường chết như vậy sao? Anh ta nghiến răng nói từng chữ, giọng điệu đầy dữ tợn. Hi Chu đối mặt trực tiếp với cơn thịnh nộ của anh ta. Tôi sẽ đổ đầy nước vào miệng cậu, mặc kệ phổi cậu có nổ tung hay không, đổ cho đến khi dây thanh quản, khí quản và thực quản của cậu phồng lên mà vỡ ra, xem cậu còn nói được nữa không. Vậy, đây là lời đe dọa tra tấn sao? Trong cơn hoảng loạn, Hi Chu nhanh chóng kiểm tra xem bản ghi âm có hoạt động bình thường không. Cha, thật tàn nhẫn, đúng là tàn nhẫn, nhưng cứ nói tiếp đi. Đây có được coi là một màn đe dọa thành công không? Tay cô run rẩy, nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười. Xác chết bị chết đuối, chỉ cần chạm vào là vỡ vụn. Nếu tên 406 có bố mẹ, tôi sẽ ném xác cậu ta trước mặt họ, nếu không có thì đem cho chó ăn. Anh ta thốt ra những lời nghịch lý này mà không hề do dự. Đây không còn là lời nói bậy, mà là một lời đe dọa giết người rõ ràng. Cô chỉ vừa khiêu khích một chút, anh ta đã lập tức bùng nổ. Những kẻ như 406 làm cho xã hội trở nên bẩn thỉu, Không biết nên nói gì hay không nên nói gì, chỉ biết thở phì phò. Vì vậy phải quét sạch hoàn toàn. Chấm. Cần phải dùng nước kiềm dừa từ cổ họng trở xuống. Giống như mổ một con lợn cũng phải dùng hóa chất làm sạch nội tảng. 406 cậu cũng không ngoại lệ. Ồ, ồ, tốt. Vậy là chuẩn bị tra tấn bằng nước hả? Sau đó thì sao? giọng anh ta bỗng ngừng lại từ lần trước tôi đã cảm thấy cảm thấy gì nói chuyện với cậu đúng là kinh tởm cái gì đừng có liên tục nuốt nước bọt nữa cậu không biết là tôi nghe thấy hết à sở thích của cậu thật sự kinh khủng sở thích đừng nói là cậu còn dạy hi chu mấy trò này ha chết tiệt trời đất ơi hi chu đưa điện thoại ra xa khỏi tay một chút điện thoại nóng ran không biết là do máy quá tải hay do những lời chửi rủa của bét xa ơn cô cảm thấy bụng mình như bị đảo lộn nói chuyện phải cẩn thận đặc biệt là đừng lan truyền chuyện của chúng ta tuyệt đối không để hi chua biết giọng anh ta càng lúc càng trầm xuống đầy nguy hiểm đừng làm vấy bẩn ký ức của cô ấy những chuyện này cô ấy không cần phải trải qua trái tim cô như đột một chìm xuống Bét xa ơn là một người mà vẻ ngoài và nội tâm không đồng nhất dù cậu có làm loạn thế nào người mất đi danh dự sẽ là cậu chứ không phải hi chu hãy nhớ kỹ điều đó là người đang cố gắng uy hiếp mỗi lần nói chuyện với anh ta hi chu đều cảm nhận rõ ràng điều này bề ngoài anh ta lạnh lùng với cô như băng nhưng bên trong lại quan tâm và lo lắng cho người vợ trẻ hơn bất cứ ai từ khi nào mà anh lại để ý cô ấy như vậy nhưng thừa nhận điều này thật không dễ dàng một thứ cảm xúc nào đó tích tụ trong lòng cô bỗng bùng nổ, giống như cơn hát hơi không thể kiểm soát. Nói những điều này với tôi thì được gì? Anh nên nói với người trong cuộc ấy. Nếu có một điều mà tôi cảm thấy biết ơn tên 406. Lời nói lớn tiếng của Hi Chu bị anh ta cắt ngang. Đó chính là việc hắn ta phá vỡ sự lười nhác của tôi. Những lời này nghe có vẻ khó hiểu, nhưng Hi Chu run lên bởi một linh cảm kỳ lạ cậu đã hoàn toàn đảo lộn cuộc sống của tôi nếu cậu biết tôi đã làm những gì vì hi chu anh ta thì thầm giọng trầm thấp cậu sẽ không khoe khoang những mánh khóe hèn mọn này trước mặt tôi nữa giọng nói của anh ta đầy vẻ chế giễu nặng nề rơi xuống chân cô như bị đóng chặt không thể cử động điều đó có nghĩa là gì hi chu đột nhiên cảm thấy rằng anh ta đang che giấu điều gì đó đó là một linh cảm đến bất ngờ phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn